chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì xu hướng niềng răng để cải thiện vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như là chức năng ăn nhai đang được rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên thì thời điểm nào là thích hợp nhất để niềng răng, có những phương pháp niềng răng phổ biến nào và những yếu tố nào sẽ quyết định đến kết quả niềng răng? Để trả lời cho những câu hỏi trên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Phạm Tiến Hùng đến từ nha khoa Mai Hùng Group, thành phố Hà Tĩnh. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC Ngọc Ánh. Xin chào quý vị khán giả của báo Hà Tĩnh. Vâng, và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Phạm Tiến Hùng thì Ngọc Ánh xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Các tình trạng răng hô, móm, khấp khểnh, lệch khớp cắn, răng thưa, mọc chen chúc là những khiếm khuyết về hàm răng dễ bắt gặp ở nhiều người. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng răng xấu ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, tiềm ẩn dẫn đến nhiều nguy cơ như nói ngọng, phát âm không chuẩn, gây khó khăn cho việc vệ sinh răng miệng, làm gia tăng các bệnh lý về răng như sâu răng, viêm nha chu, viêm tủy răng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến người gặp các vấn đề về răng miệng nêu trên thiếu tự tin khi giao tiếp. Bé của nhà mình hiện tại là 10 tuổi và bé là bị móm, móm là giống như kiểu di truyền từ mẹ. Nên là nhiều khi là mẹ rút kinh nghiệm là từ mẹ chụp, mỗi khi chụp ảnh với các bạn thì thường thường là không tự tin để cười. Nên là mình đi tìm hiểu để cho bé đủ tuổi thì mình sẽ niềng để cho bé tự tin hơn. Và em cảm thấy mất tự tin vì hàm răng của mình. Trong quá trình ăn uống và vệ sinh răng, răng vì răng đều nên em vệ sinh răng không sạch nên dễ gây ra sâu răng. Khi vệ sinh mà bé không vệ sinh sạch á, thì sẽ có cái hắn lồi lõm thì nó sẽ cái sạch cái không sạch. Và cái thẩm mỹ thì thường thường là bé sẽ ít cười hơn và cười sẽ xấu hơn. Thì thấy bé không tự tin khi cười trước các bạn. Hiện tại á, là tôi đang bị răng khập khểnh á. Khập khểnh là cái này là răng khểnh với là hàm trên là nó giống như móm ấy, nó vào trong hơn. Với tình trạng răng hiện tại thì tôi thấy là vệ sinh răng miệng khó và nó hay bị chẹt thức ăn mình lấy không hết á, nó dễ bị sâu răng. Và cái cười á, cái thẩm mỹ cái cười là tôi thấy cũng tự tin và đứng trước ống kính là mình không cắn được góc chụp ảnh là dễ thấy miệng nó hơi méo méo á, thấy nó đẹp. Trước khi bắt đầu niềng răng á, tôi cũng đã tìm hiểu qua mạng nhiều và cũng đi thăm khám ở nhiều nơi nhiều chỗ và tư vấn, thì theo giới thiệu của tất cả bạn bè và tôi thấy là nhà khoa Mai Hùng là một chỗ nơi uy tín và cũng có nhiều người bạn bè và em cũng là cùng tới niềng ở đây rồi và đã thảo niềng đẹp rồi, nên là tôi quyết định tới đây và niềng răng. Mình cũng tham khảo nhiều nơi về nha khoa ở thành phố Hà Tĩnh ta, thì mình cũng được bạn bè giới thiệu á, và bạn bè cũng đã từng làm ở nha khoa Mai Hùng rồi thì thấy trang thiết bị là hiện đại, bác sĩ thì tận tâm tận tình á, nên là mình cũng muốn cho gửi gắm con của mình để làm răng ở đây để có một nụ cười xinh hơn. Vâng, và từ clip ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những vấn đề về sai lệch khớp cắn, tình trạng răng hô, móm hay là khớp khểnh là những vấn đề về răng miệng phổ biến hiện nay. Vậy theo bác sĩ Hùng thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn về những tình trạng này được không ạ? Vâng, xin chào Ngọc Ánh và thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thực ra tình trạng khớp cắn ấy là cái khớp mà giữa hai hàm răng với nhau. Chúng ta chỉ hình dung như là hàm trên và hàm dưới nó như là ổ khóa và chìa khóa, nó phải gài khớp với nhau một cách thông suốt trong mạch lạc thì hàm răng thể thực hiện được đầy đủ chức năng và thẩm mỹ. Và nếu như có một sự bất thường trong quá trình phát triển của xương hàm trên hoặc xương hàm dưới, hoặc là một sự nghiêng xoay của một hoặc nhiều răng, thì xảy ra tình trạng sai khớp cắn, và khi đó thì hai hàm răng sẽ cắn khớp với nhau không được lý tưởng nữa, thì chúng ta gọi là tình trạng sai khớp cắn. Và sai khớp cắn thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là có thể xảy ra tình trạng như là hô hay là móm. Thì cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết tình trạng hô hay móm thì những cái dấu hiệu chung mà quý vị có thể để ý rất là dễ dàng. Ví dụ như tình trạng hô răng thì khuôn mặt nhìn nó sẽ là miệng nhô môi dày và có một số trường hợp là cằm sẽ lùi. Và chúng ta nhìn mặt nghiêng ấy, chúng ta sẽ thấy được là cái miệng thông thường là miệng nhọn, và có một số trường hợp nặng hơn đó, thì chúng ta hay nói đùa với nhau là nằm ngủ mà cũng phải cười ấy. Tức là răng hàm trên nó sẽ cắn vào môi hàm dưới và khép miệng sẽ không kín. Còn ngược lại thì dấu hiệu của trường hợp mà móm ấy, thì khuôn mặt nó sẽ bị gãy. Và nhìn nghiêng thì khuôn mặt nó, chúng ta hay dùng từ là mặt lưỡi cay đấy. Mặt nó sẽ gãy và từ mặt giữa nó sẽ oẵn vào. Và trường hợp này thông thường là môi trên nó sẽ bị lép và môi dưới và cằm thì chia ra trước rất là nhiều.
đó là những cái dấu hiệu chung để chúng ta nhìn được cái tình trạng hô hoặc là móm. Còn tình trạng răng lệch lạc thì chúng ta rất dễ nhận biết rồi, nó không đều trên một vuông tròn thì nó là răng lệch lạc rồi. Thưa bác sĩ, thì không biết đâu là nguyên nhân để dẫn đến những cái tình trạng này và những tình trạng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? À vâng, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng sai lệch khớp cắn hay là hô móm ấy thì là do chủ yếu là do sự phát triển của xương hàm trên và xương hàm dưới nó không được như ý. Ví dụ như là xương hàm trên nó phát triển quá mức thì gây ra tình trạng hô răng, làm cho cái hàm trên nó chìa ra quá mức. Đó. Còn ngược lại thì móm thì xương hàm dưới nó phát triển quá mức hoặc là phát triển nhiều hơn xương hàm trên, hoặc là xương hàm trên nó kém phát triển thì gây ra tình trạng móm và chìa hàm dưới. Và những cái sự lệch lạc của khớp cắn này thì ảnh hưởng khá nhiều đến cái sức khỏe chung. Ví dụ như là bộ răng thì có ba cái chức năng chủ yếu. Thứ nhất là chức năng tiêu hóa. Thì nếu như lệch lạc khớp cắn thì chức năng nhai nghiền thức ăn để giúp cho hệ tiêu hóa nó sẽ không được hoàn thiện và dẫn đến những cái bệnh liên quan như là đau dạ dày hay là cái hấp thu dinh dưỡng nó kém hơn. Hoặc là những cái chức năng về thẩm mỹ thì sai lệch khớp cắn là ảnh hưởng khá nhiều về thẩm mỹ. Ví dụ như là tình trạng hô răng thì khuôn mặt chúng ta nhìn thấy rồi, miệng nhô môi dày rồi, hay là móm thì mặt nó gãy biết rồi. Thì những cái lệch lạc này ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm cho các cháu nó mất tự tin trong giao tiếp và trong cái cuộc sống. Ngoài ra thì sự lệch lạc khớp cắn còn gây ra những cái phát âm như là khớp cắn hở thì sẽ nói ngọng hay là nói không tròn giọng nhiều phần âm, và cũng ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề nuốt hay là thở vân vân. Vâng, thưa bác sĩ, thì để khắc phục được tình trạng sai lệch khớp cắn, răng hô, móm hay là khớp khểnh thì hiện nay có những phương pháp điều trị nào là phổ biến và ưu nhược điểm của từng phương pháp là gì ạ? Vâng, thưa MC Ngọc Anh, thưa quý vị khán giả, tình trạng sai lệch khớp cắn thì phương án mà tối ưu nhất để mà khắc phục thì chúng ta vẫn là niềng răng hay là chỉnh nha. Đó gần như là phương án duy nhất để mà chúng ta di chuyển và định hướng phát triển xương và răng về vị trí khớp cắn lý tưởng. Và hiện tại thì trong cái niềng răng ấy, thì có một số cái phương pháp chủ yếu vẫn là niềng răng bằng cái mắc cài cố định, vẫn là phương án phổ biến nhất hiện nay. Thì ưu điểm của niềng răng mắc cài đó là nó chi phí nó vừa phải và nó rơi vào tầm là khoảng 25 đến 30 triệu. Mà trong một quá trình niềng răng thông thường khoảng là 2 năm thì mỗi tháng chỉ có xấp xỉ đâu đó 1 triệu thôi, thì chi phí nó rất vừa phải. Và cái ưu điểm lớn nhất của mắc cài nữa là giúp cho bác sĩ di chuyển răng và xương một cách dễ dàng, chủ động và nhìn thấy kết quả nó rõ ràng theo từng tháng. Và một cái ưu điểm nữa đó là bây giờ người ta đa dạng hóa về một loại các loại mắc cài. Như là trên tay tôi là một cái mẫu hàm mà có nhiều loại mắc cài đây. Chúng ta có mắc cài thép, mắc cài thép tự cài, mắc cài sứ, ngoài ra còn có mắc cài mặt lưỡi. Thì nó đa dạng hóa về mắc cài, giúp cho quý bệnh nhân có nhiều cái lựa chọn về cái mắc cài. Thì còn cái nhược điểm của cái phương án niềng răng bằng mắc cài thì thực tế nó cũng không phải là có gì lớn lao. Chẳng hạn như là vướng môi má hay là vệ sinh thì nó có cách để chúng ta vệ sinh một cách thuận tiện mà không phải là có khó khăn. Còn ngoài ra thì trước đây niềng răng bằng mắc cài thì làm cho chúng ta gắn mắc cài vào làm chúng ta ảnh hưởng đến giao tiếp, mất tự tin. Tuy nhiên đó là quan điểm của người xưa. Còn bây giờ gắn mắc cài giúp chúng ta tự tin khi niềng răng. Thì không phải là những quan điểm người xưa là niềng gắn mắc cài vào là ảnh hưởng đến giao tiếp. Ở ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phương án khác trong niềng răng, đó là niềng răng bằng cả cái khay trong suốt. Trên tay tôi là cái khay trong suốt của cái hãng Invisalign của Mỹ. Và khay trong suốt thì nó có cái ưu điểm là mình có thể tháo ra dễ dàng để vệ sinh răng miệng và ăn uống một cách thoải mái. Và một số cái việc quan trọng thì chúng ta có thể tháo ra để giao tiếp, nó cũng rất là tự tin. Và thuận tiện nữa là bây giờ thì khay trong suốt thì nó có nhiều hãng để sản xuất, nên là chúng ta có đa dạng sự lựa chọn trong cái niềng bằng khay trong suốt này. Còn cái nhược điểm chung của khay trong suốt thì đó là nó cái giá thành nó chưa phù hợp với người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Hà Tĩnh chúng ta, thì đâu đó khoảng 70 đến 100 triệu cho một cái bộ niềng răng bằng cái khay trong suốt Invisalign của Mỹ này. Và ngoài ra thì còn một phương án nữa, đó là những cái trường hợp mà sự phát triển bất thường về xương quá nặng thì chúng ta cần phải phối hợp với phẫu thuật chỉnh hình xương. Thì những cái phẫu thuật chỉnh hình xương thì sẽ chỉ định cho những cái cháu mà nó sau 18 tuổi, đã qua cái tuổi tăng trưởng rồi, thì có thể chỉ định phẫu thuật chỉnh hình kết hợp với niềng răng cho những trường hợp mà bất thường về xương nó quá nặng. Vâng, trên đây là cái ba cái phương pháp chính trong thời đại hiện nay để giúp cho chúng ta lựa chọn niềng răng.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Theo bác sĩ thì hiện nay có rất nhiều bậc phụ huynh có quan điểm là muốn chờ cho con mình mọc hết răng vĩnh viễn, sau đấy thì mới bắt đầu niềng răng. Không biết là quan điểm này là đúng hay sai, và đâu là thời điểm hợp lý nhất để niềng răng, hay nói cách khác thì đâu là thời điểm vàng để có thể niềng răng ạ? Cái thời điểm vàng niềng răng thì có hai khái niệm. Thứ nhất là khái niệm niềng răng toàn diện. Nếu mà niềng răng toàn diện thì thời điểm vàng niềng răng phải là lứa tuổi 12 đến 13 tuổi là thời điểm vàng để niềng răng. Nhưng mà niềng răng toàn diện tức là toàn diện cả hai hàm để di chuyển răng và xương, thì là lứa tuổi vàng của niềng răng sẽ là 12 và 13 tuổi. Thì ở cái lứa tuổi này là tất cả bộ răng sữa đã được thay thế bằng bộ răng vĩnh viễn, thì chúng ta gắn mắc cài lên tất cả các răng để niềng răng toàn diện. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà có sự phát triển bất thường về xương thì chúng ta lại cần phải thăm khám và can thiệp sớm. Đó là các cái khí cụ tiền chỉnh nha. Khí cụ tiền chỉnh nha thì chúng ta sẽ can thiệp vào lứa tuổi từ 6 cho đến 11 tuổi. Vì vậy là các bậc phụ huynh như lưu ý khi thấy có sự bất thường trong phát triển xương, chẳng hạn như là miệng nó nhô, môi dày, hay là cằm nó lùi, hoặc là khớp cắn sâu, hoặc là môi trên nó lép, mặt gãy chẳng hạn, thì những dấu hiệu này thì chúng ta phải đưa cháu đi khám ở giai đoạn 6 cho đến 10 tuổi. Bởi vì chúng ta sẽ can thiệp bằng các cái khí cụ tiền chỉnh nha để định hướng cho sự phát triển của xương và răng. Ví dụ như xương hàm trên kém phát triển thì chúng ta lại có cái khí cụ ở trên tay tôi đây, là cái khí cụ Famax, thì giúp cho chúng ta sẽ kéo cái xương hàm trên ra trước để phát triển cái xương hàm trên, kích thích cái xương hàm trên phát triển để tránh cái tình trạng là mặt gãy. Còn nếu như mà chúng ta đến với 12 tuổi để mà can thiệp một cái trường hợp mà móm thì lại quá muộn rồi, nên chúng ta phải can thiệp tiền chỉnh nha vào giai đoạn 8 đến 9 tuổi để dùng cái khí cụ Famax này là lý tưởng cho trường hợp mà móm do xương hàm trên kém phát triển. Hoặc là một cái trường hợp mà khớp cắn sâu gây lùi cằm chẳng hạn thì chúng ta phải can thiệp sớm hơn, là giai đoạn 6 đến 7 tuổi. Thì trên tay tôi là một cái khí cụ Channer để có thể can thiệp định hướng, và nhiều khí cụ khác nữa để can thiệp định hướng cho xương dưới phát triển ra trước. Thì lứa tuổi để can thiệp là 6 đến 8 tuổi. Còn nếu như mà đến giai đoạn 6 9 tuổi đến để can thiệp cho trường hợp này lại là quá muộn. Còn 12 tuổi đến thì đó là chỉnh nha toàn diện, chứ không còn là để can thiệp vào tiền chỉnh nha nữa. Đến là lứa tuổi để thăm khám can thiệp tiền chỉnh nha là phải từ 6 đến 11 tuổi. Còn lứa tuổi vàng để niềng răng toàn diện là 12 tuổi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế đã cho thấy là hiện nay niềng răng là một phương pháp an toàn, hiệu quả và đang được rất nhiều người sử dụng. Từ đó thì có thể cải thiện chức năng ăn nhai và mang đến một nụ cười đẹp, thẩm mỹ, tương quan môi, mũi, cằm hài hòa, cân đối. Rất nhiều người đã thay đổi với một diện mạo hoàn toàn khác sau khi niềng răng. Cụ thể là như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Em niềng răng thì khoảng 1 năm rưỡi trước, khi nữa thì răng em cùng khá là hố. Hai cái răng cửa của em đằng trước là bị lệch chắc, là em cùng khá là tự ti về ngoại hình, cùng ít khi cười với bạn bè, chỉ nói chuyện cho vui thôi. Từ khi em đến đấy thì khoảng 1-2 tháng đầu đã có sự tiến triển mạnh. Đến 3-4 tháng sau, mẹ em đã thấy được thay đổi rõ ràng trên cái hàm răng của em. Đến dư là 1.5 năm trôi qua rồi, thì em cùng bây giờ là tự tin hơn. Sinh hoạt thường ngày của em như là nhai ăn uống tốt hơn. Mẹ em bây giờ cùng không phải lo lắng về cái hàm răng của em nữa. Vậy là em vẫn đã tự tin hơn với bạn bè, người thân. Bây giờ em vẫn hay cười, không còn rụt rè như trước nữa. Trước khi niềng răng thì răng của tôi không đều và có khểnh, răng khểnh nhiều. Và bây giờ răng của tôi đã cải thiện được rất là tuyệt vời rồi ạ. Lúc đầu mới niềng thì cảm thấy là kiểu là lạ, nhưng mà thực ra không ảnh hưởng gì đến quá trình ăn uống tất cả các thứ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà thấy lạ thôi. Nhưng mà tôi lựa chọn phương pháp niêng mắc cài sữa thì nó vẫn đảm bảo là tính thẩm mỹ. Có nhiều người nhìn xa còn chẳng biết tôi niêng cơ. Mình đã lựa chọn đến với mái hung thì là mình cũng đã tìm hiểu rồi, và sau khi trải nghiệm đấy thì mình cảm thấy là nhân viên tại phòng khám nha khoa mái hung thì chuyên môn rất là cao và là rất là chú đáo trong việc quan tâm đến bệnh nhân, và là hướng dẫn cho tôi rất là nhiệt tình và cụ thể cách chăm sóc răng như thế nào, rồi là thăm khám định kỳ, đều có người gọi điện
và thông báo cho tôi. Và hiện tại là tôi thấy rất là tự tin về nụ cười của mình, và tôi cảm thấy là niềng răng thật sự là một quyết định rất là sáng suốt của tôi ạ. Vâng, và qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ được những lợi ích mà việc niềng răng đã mang lại cho các khách hàng của chúng ta. Quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Phạm Tiến Hùng. Vâng. Thưa bác sĩ, thì không biết là để quá trình niềng răng được diễn ra an toàn, thuận lợi và đạt kết quả như ý muốn thì bệnh nhân cần lưu ý những vấn đề gì ạ? À vâng, thưa MC, thưa quý vị khán giả. Thì thực tế thì kỹ thuật niềng răng hay là chỉnh nha, đây là một kỹ thuật, nó là kỹ thuật cao, đòi hỏi nhiều cái tư duy cho đội ngũ bác sĩ. Vì vậy mà trước khi đưa con em mình đến niềng răng thì quý vị cần phải lưu ý lựa chọn những cơ sở nha khoa nào mà uy tín, lâu năm, có kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt là những cái nha khoa nó có đội ngũ bác sĩ chỉnh nha dồi dào, giàu kinh nghiệm. Bởi vì một số ca chỉnh nha rất là khó thì chúng ta cần nhiều bác sĩ để hội chẩn, để đưa ra phương pháp niềng răng tối ưu nhất. Còn nếu như mà chỉ đến những nha khoa chỉ có một bác sĩ thôi thì đưa ra một phác đồ chỉnh nha thì phác đồ đó là chủ quan và đôi khi sẽ đi vào con đường là sai lầm. Vì vậy mà chúng ta cần một cái teamwork, ta dùng từ là teamwork đấy. Thì trong cái tổ chỉnh nha khoa Mai Hùng này là có một cái tổ chỉnh nha riêng, đây có 6 bác sĩ chuyên niềng răng thì sẽ đưa ra những cái phác đồ cần hội chẩn với nhau để đưa ra phác đồ hợp lý. Bởi vì phác đồ nó phải đúng thì quá trình niềng răng nó mới thuận lợi. Còn ngay từ đầu mà chúng ta lập một cái phác đồ niềng răng mà chưa phải là tối ưu thì sau này quá trình niềng răng rất khó để kết thúc. Vì vậy mà chúng ta cần lưu ý lựa chọn những nha khoa nào có kinh nghiệm và có đội ngũ bác sĩ chỉnh nha đông đảo và dày dặn. Và thứ hai ấy, là những cái nha khoa nào mà có đầy đủ những cái trang thiết bị máy móc để đưa ra những cái chụp những cái phim và đưa ra những cái phân tích về phim nó chính xác, để giúp cho các bác sĩ có những cái lựa chọn, những cái chẩn đoán chính xác và đưa ra cái phương án niềng răng, phác đồ niềng răng tối ưu. Cái thứ ba nữa là trong cái niềng răng thì bây giờ người dân Hà Tĩnh niềng răng rất là nhiều, nên là chúng ta nên tham khảo những cái người đi trước, những người đã từng niềng răng, thì hàng xóm hay bạn bè hay là anh em chẳng hạn, người ta niềng răng ở đâu thì mình nên tham khảo xem thử người ta niềng răng ở đâu, rồi là kết quả có tốt hay không, có như ý hay không, để mà tham khảo cho người đi trước thì để lựa chọn những cơ sở niềng răng nó tốt hơn. Ngoài ra thì trong quá trình niềng răng ấy thì bệnh nhân và người nhà thì nên lưu ý cái lịch hẹn của bác sĩ cho nó đúng, bởi vì sai lịch hẹn quá đôi khi là nó gây ra những cái di chuyển răng không mong muốn, thì để khắc phục hậu quả của quá trình này nó sẽ vất vả hơn. Rồi hơn nữa, thứ nữa thì chúng ta biết rồi, để lựa chọn một cái phương pháp niềng nó cần phải đi khám, tốt nhất là nên đi khám và sàng lọc cho kỹ để khi ra một cái phác đồ niềng răng là không còn phải chỉnh sửa. Vì vậy mà luôn luôn lưu ý cho quý phụ huynh là đưa con em mình đi khám ở lứa tuổi 6 đến 10 tuổi để tiến hành chẩn đoán những cái sai lệch về xương để can thiệp, và lứa tuổi vàng để niềng răng toàn diện là 12 tuổi. Vì vậy mà những dấu hiệu nhận biết chúng ta biết rồi, những dấu hiệu nhận biết về hô móm á, thì phát hiện sớm để đưa con em mình đi khám vào lứa tuổi 6 đến 8 tuổi. Vâng, thưa bác sĩ, về quá trình niềng răng thì chúng ta cần theo dõi cái quá trình ăn nhai hay là cách vệ sinh răng miệng như thế nào ạ? Trong quá trình niềng răng thì có sự di chuyển của răng, nên là chúng ta ăn nhai thì cơ bản cũng không phải là kiêng gì, nhưng mà hạn chế những cái đồ thức ăn mà quá dai hoặc quá cứng. Thứ hai là về vệ sinh thì trong nha khoa đã có những cái phương án để vệ sinh cho các cái trường hợp bệnh nhân mà gắn mắc cài, như là máy tăm nước hay là bàn chải kẻ, thì nha khoa đã tư vấn rất là đầy đủ rồi, nên là các quý phụ huynh cũng không đáng ngại về vấn đề này. Ở nha khoa Mai Hồng Group thì đã niềng răng từ năm 2008 đến nay khoảng được 16 năm rồi, và số lượng ca mà nha khoa Mai Hùng đã niềng thành công là trên 15.000 ca, và số lượng ca mà nha khoa Mai Hùng hiện tại đang niềng, đang gắn mắc cài và đang trong quá trình niềng chưa kết thúc ấy là 3.000 ca. Tức là một cái thư viện về niềng răng rất là nhiều, nên là để kinh nghiệm ra một cái phác đồ niềng chỉ cần trong khoảng 3 phút là đội nhóm bác sĩ đã ra một phác đồ niềng chuẩn chỉ rồi. Và phác đồ này quý vị phụ huynh có thể so sánh với các bệnh viện tuyến trung ương để kiểm chứng cái sự chính xác của phác đồ nha khoa Mai Hùng đưa ra. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì sở hữu một hàm răng đều đẹp, khớp cắn chuẩn sinh lý là điều mà ai cũng mong muốn. Và niềng răng là một phương pháp điều trị nha khoa chuyên sâu, giúp điều chỉnh những răng lệch lạc về đúng hướng, đúng vị trí mà các bạn có thể tham khảo.
Mong là qua talk show ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có được những kiến thức bổ ích xung quanh vấn đề niềng răng. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Tiến Hùng đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.